trên smartphone dạng kính. Thanh niên Malaysia suýt phải cắt bỏ ngón tay cái vì nhiễm trùng. Rất nhiều người vẫn tiếp tục sử dụng smartphone bị dạng kính bảo vệ, hoặc dạng màn hình trong thời gian dài mà không biết rằng đó là một hành động nguy hiểm. Vụ việc vừa diễn ra ở Malaysia cho thấy, ngay cả một vết nước nhỏ trên màn hình smartphone cũng có thể khiến bạn bị tổn thương nghiêm trọng. Theo truyền thông Malaysia, một người đàn ông có tên Azuan Aikubo Abdullah Sani 23 tuổi, đã suýt mất đi ngón tay cái của mình chỉ vì không chịu thay tấm kính bảo vệ màn hình mới bất chấp việc tấm kính bảo vệ bị dạn nghiêm trọng, Azuan vẫn tiếp tục chơi game trên smartphone của mình trong 4 tháng. Hậu quả là ngón tay cái của anh xuất hiện một vết xương kỳ lạ với những đốm đen. Mặc dù không có vết dạn, rách trên da nhưng bác sĩ chẩn đoán Azuan bị nhiễm trùng và yêu cầu anh điều trị bằng kháng sinh. Không may là những cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ khiến Azuan phải nhập viện. Bệnh viện tư nhân mà Azuan điều trị đã phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ những mảnh thủy tinh li ti đã tự găm vào đầu ngón tay cái và loại bỏ phần da thịt hoại tử may mắn là azuan đã không bị cắt bớt ngón tay như trần đoán ban đầu của bác sĩ